Thưa sư, con tìm hiểu thì truyền thống Theravada đến hiện nay chưa có tỳ kheo ni, chỉ có tu nữ, chỉ có nữ tu. Như vậy nữ tu có phải như các vị sa di ni của Bắc Tông hay không? Tại sao Phật giáo Nguyên Thủy đến nay vẫn chưa thấy tỳ kheo ni? Câu hỏi này có phần đụng chạm, nhưng con thiết nghĩ đối với chân lý thì chỉ có đúng hoặc sai. Kính rồi, đầu tiên là câu hỏi chưa chính xác. Không thể nào nói là hiện nay chưa có tỳ kheo ni, mà phải nói là tại sao hiện nay không còn tỳ kheo ni. Theo truyền thống Theravada, tức là truyền thống Nguyên Thủy đấy, Thượng Tọa Bộ, khi xưa vào thời Đức Phật thì có, theo truyền thống Nguyên Thủy thì có, nhưng mà 500 năm khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì không còn nữa. Cái nguyên nhân được truyền lại đó đó là dần dần cái số lượng mà tỳ kheo ni suy giảm, cho đến một lúc nào đó không còn đủ cái số lượng để mà cho một cái vị mới thọ lên tỳ kheo ni nữa, và từ đó là không còn tỳ kheo ni, chứ không phải là chưa có. Đã có nhưng đã không còn, chứ không phải là không có hoặc là chưa có nha. Còn cái gọi là cái tu nữ hoặc là nữ tu á thì do sau này thôi, sau này do nhu cầu của những người nữ đó thì họ cũng có lòng xuất gia, do đó các vị trưởng lão tạo điều kiện cho họ xuất gia, nhưng mà do vấn đề giới luật không thỏa mãn cho nên các vị ấy không thể xuất gia làm sa di ni hoặc tỳ kheo ni được. Vì vậy họ ở trong một cái vị trí tức là tu nữ hoặc nữ tu. Có lần ấy sư hỏi một vị thiền sư sư hỏi là theo ngài đi, một vị thiền sư ở Miến, ở Pa Au, sư hỏi ngài là, thưa ngài là theo ngài thì tu nữ đó có khả năng chứng thánh hay không? Theo cái kiểu là nếu như vị ấy chứng A-la-hán ấy, nếu như một vị tu nữ mà chứng A-la-hán ấy, thì có phải là nhập Niết Bàn trong vòng từ 1 tới 7 ngày hay không? Câu đó mang một ý nghĩa khác, tức là cái gọi là cái hình tướng của người tu nữ có đủ để nâng đỡ cái quả vị A-la-hán hay không? Tại vì quý vị biết rồi, là người cư sĩ đó, người cư sĩ tại gia khi mà vị ấy chứng đắc A-la-hán trong vòng từ 1 đến 7 ngày, mà nếu như không xuất gia thì vị ấy phải viên tịch. Bởi vì cái hình tướng của người cư sĩ nó không nâng đỡ được cái sức nặng của quả vị A-la-hán. Vị thiền sư mới nói rằng ấy, trong kinh tạng và chú giải thì đương nhiên là không có nói đến chuyện này, nhưng mà theo suy nghĩ cá nhân của vị thiền sư thì có thể được. Bởi vì dù sao đi nữa thì tu nữ cũng mang hình tướng của một người xuất gia, mặc dù là không phải là sa di ni hay là tỳ kheo ni. Tức là đối với cá nhân suy nghĩ vị thiền sư thì cái hình tướng của một vị tu nữ có thể nâng đỡ được quả vị A-la-hán, giúp cho người ấy không phải nhập Niết Bàn trong vòng từ 1 đến 7 ngày. Cho nên á, là quý vị hỏi là tại sao đến nay là vẫn chưa thấy tỳ kheo ni, thì phải nói đúng là đã có nhưng mà không còn nữa. Đã có nhưng không còn nữa. Cái lý do đó, cái lý do nó dính dáng tới cái vấn đề giới luật. Đó là để cho một cái vị xuất gia làm tỳ kheo ni đó
thì phải xuất gia ở hai hội chúng, hội chúng Tỳ kheo ni và hội chúng Tỳ kheo tăng. Mà bây giờ cái hội chúng Tỳ kheo ni đã không còn nữa, thì ai có thẩm quyền để biến một cái không có thành có, hiểu không? Thì lấy ví dụ như cái điều kiện mà để làm nên một cái món trứng chiên, tức là phải có trứng và có dầu. Đương nhiên là sư chỉ nói tạm, chứ còn có thể là còn có chảo rồi lửa rồi bếp ga rồi đủ thứ nữa, sư ví dụ thôi. Nhưng mà giả sử bây giờ ở đây là không có trứng mà mình vẫn đòi làm trứng chiên, mà quý vị nghĩ thêm một cái món mà trứng chiên phải có trứng và dầu, mà bây giờ không có trứng thì làm sao để gọi nó là trứng chiên? Cái vấn đề nó là như vậy. Quý vị có thể làm một giả hoặc là như thế nào đó thì nó chỉ là cái gần giống, chứ nó bản chất của nó vẫn không phải là trứng chiên. Đấy. Hoặc là nói đó, một sở dĩ được gọi là một chúng sanh bởi vì đó là có thân và có tâm, nhưng mà vì một lý do nào đó mà không có tâm thì chúng ta không thể nào. Đang sư đang nói điều kiện ở dục giới như một con người đó, sư đang nói một con người đi, sở dĩ được gọi là một con người bởi vì họ có thân và có tâm. Sư chưa nói đến hình dạng, đầu chân tay rồi đi đứng nằm ngồi, sư chưa nói tới, sư chỉ nói đơn giản muốn được gọi là một con người thì họ phải có thân và có tâm. Nhưng mà bây giờ khi mà họ không có tâm nữa, tức là trở thành một xác chết, thì khi đó nó chỉ đơn giản là một xác chết thôi, chứ nó không còn là một con người đúng nghĩa. Do đó cái điều kiện để mà cho một cái người mà tu lên Tỳ kheo ni hiện tại là không còn nữa. Đương nhiên là nếu mà tu Tỳ kheo ni bên Phật giáo phát triển thì cái chuyện đó thì sư không có ý kiến, bởi vì cái dòng truyền thừa của Phật giáo phát triển thì sư không có nghiên cứu, thành ra là sư cũng không có thẩm quyền để mà nói gì về cái chuyện này, cho nên bên phát triển thì thôi, nhưng mà bên nguyên thủy thì nó là như vậy. Nếu mà quý vị hỏi là có cách nào để mà khôi phục Tỳ kheo ni hay không, thì có một cách được đề cập trong tạng luật, nhưng mà nói là cũng bằng thừa, nhưng mà tại vì đơn giản là nhưng mà không nói thì quý vị nói là sư nói thiếu, nhưng mà có cách nhưng mà hầu như là không làm được. Đó là gì? Theo tạng luật á, theo luật á, trừ khi một nhóm Tỳ kheo tăng, mấy ông sư này nè, do nghiệp chuyển hóa tự nhiên thành người nữ, tức là sáng sớm là tự nhiên ngủ dậy, wow, mình thành người nữ rồi. Một nhóm những cái vị đó đủ số lượng, yêu cầu 10 vị. 10 vị Tỳ kheo tăng tự nhiên do nghiệp chuyển thân làm người nữ, thì khi đó tự nhiên có hội chúng Tỳ kheo ni, và khi đó có thể tiếp tục là cho truyền thừa. Đấy, đương nhiên là sư nói là chuyển hóa do nghiệp nha, chứ không phải là đi qua Thái Lan, đi Hàn Quốc là chuyển giới tính thì không tính nha. Nên là chuyển theo nghiệp là có nghĩa là thành người nữ 100% luôn. Giả như là người đó không tu nữa đó, thì vẫn là lấy chồng là đẻ con bình thường ấy, nó không có trở ngại gì hết, như một người nữ không khác gì hết. Chỉ có một trường hợp đó thôi, ngoài ra không còn một cái trường hợp nào nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thế Tôn đã viên tịch, không ai có quyền tạo nên một hội chúng Tỳ kheo ni mà không có những vị Tỳ kheo ni có sẵn. Đấy, quý vị hỏi thì trong Phật giáo nguyên thủy nó là như vậy.